Hello, mời bạn đến nhà chơi nha. I got a rose for you. I got a rose for the song. Không có gì để mang cả. I got a rose for me. People please don't tell them. Chào hảo, xin chào mọi người, lại là mình Thái Kia ra đây. Có thể hôm nay mọi người đang nhìn thấy mình ở trong một cái giao diện rất là khác đúng không? Thì mình vừa mới trải qua một cái, gọi là gì? Có một cái trải nghiệm khác hẳn so với tất cả những gì mà mình đã từng trải qua trước đó. Đó chính là trở thành một nhân viên công sở và đi làm full time. Và đó cũng chính là lý do vì sao mình có cái giao diện như thế này. Nhìn lại thì mình đã từng có một công việc mà các bạn của mình hay đùa là ao ước, mà mãi cho đến sau này khi mà mình thực sự đi làm rồi thì mình mới biết là các bạn của mình không hề đùa. Với máy thế là một chiếc mình của nó chỉ có 2 phút thôi là xong rồi, nên buổi sáng mình hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian được nha. Rất là nhanh. Sau khi đánh kem chống nắng và chưa có che khuyết điểm và cũng không định che khuyết điểm luôn. Rồi là người đi làm rồi, thế nên là mình sẽ đánh thêm một cái lớp son trầm hơn lên bên trên nha. Bên này hơi bị tươi tắn quá. Kiếp nạn thứ hai. Tôi không có gì để mang cả. Bình thường thì công ty mình sẽ yêu cầu khá là gắt gao về mặc trang phục. Có nghĩa là mình sẽ không được mặc tất cả những cái đồ jeans này, mà phải mặc quần âu, quần vải á mọi người. Xong rồi là đồ lề vệt mà kiểu hoa huệ hoa xóa như thế này thì cũng bye bye luôn nhỉ. Quần của mình đây mọi người nhìn đi, nó rất là nhiều quần bò luôn ấy. Thế nên là mình chỉ có đây, chỉ có ba cái quần để có thể mặc đi làm cho cả buổi tuần nha mọi người. À, mọi người sẽ nghĩ là không mặc quần nhưng mặc váy đúng không đây, nhưng mà mọi người biết gì không? Đây là váy mà mình có, trời đất ơi, nó thực sự rất là ngắn luôn ý. Còn đi làm thì phải mặc váy qua đồ nắng thì mình cũng không có váy để mặc đi làm luôn đấy. Và đây là những chiếc áo công sở hiếm hoi đủ cho mình đi mặc 5 ngày một tuần. Thế nên là mình rất là đau đầu trong việc chọn đồ luôn. Buổi hôm hà phiên bản thường ngày và buổi hôm hà phiên bản đi làm. Đây, đi làm thì tôi sẽ trông rất là công sở. Và khi mà đi làm ấy thì mình sẽ phải đeo dép cao gót như thế này. Đeo dép cao gót cho mọi người. Dù dây của mình hiện tại chỉ có 2 đôi đi được, một là đôi này và hai là đôi này. Đó, còn tất cả những cái đôi còn lại coi như là họ có thể đi làm được đâu nhỉ. Đây. Để mà chuẩn thì là phải đeo thêm cả cái quả kính này vào nữa mới là đúng này. Và mỗi buổi sáng khi chìm trong biển người đổ xô đi làm, mình vẫn luôn tự hỏi, mình có thực sự cần công việc này không?
mình có thực sự cần công việc này không? Mình có thực sự cần công việc này không? Nhưng mà trộm vía là cứ đến công ty an tọa ấy là mình sẽ lại hết cái suy nghĩ này luôn. Chứng tỏ là do đường xa xa xôi mới sinh ra suy nghĩ vớ vẩn này đúng không mọi người? Cũng là 6 giờ 50 phút sáng nó lạ lắm. 52 6 giờ 52 nè. Quãng đường từ nhà mình đến công ty tổng cộng là 11 cây số, cả đi cả về là 22 cây. Nếu như đường không tắc thì mình chỉ mất hơn 40 phút cho cả hai chiều đi và về. Nhưng mà thực tế thì đâu có dễ dàng như vậy. Mỗi sáng đi làm mình đều mất những 50 phút cho đến 1 tiếng chỉ là đi làm thôi nha. Rất là kinh khủng mọi người ạ. Ta nói trời thu mát mẻ, nắng ấm dịu dàng thì không sao, nhưng mà có những ngày Hà Nội nóng điên lên. Mình thì dị ứng thời tiết, thế nên là vừa ra đến cửa đã nổi mẩn rồi. Cực hơn thì là những ngày mưa rồi lụt. Trời ơi, đến công ty vừa muộn vừa ướt, dép thì bong hết cả đế ra. Đúng là 82 kiếp nạn đi làm. Buổi sáng thì mình hay cố ngủ thêm, nên là đôi khi đành phải skip bữa sáng, đi vội chỉ kịp với theo hộp sữa là xong. Thỉnh thoảng đi làm sớm thì mình lại tranh thủ đá được bát bún riêu rất là ngon ở gần công ty, rồi ấm cái bụng đi làm. Những hôm như thế thì cảm thấy rất là đầy đủ. Buổi trưa ở công ty thì cũng nhiều kiểu lắm. Hồi đầu thì mình hay xuống ngay dưới siêu thị để mua đồ ăn bán sẵn, kiểu như là bún mì, khoai lang, luộc, salad, trái cây gì cũng có. Nhưng mà ăn hết các kiểu rồi thì cũng chán. Hôm thì mình sẽ gọi đồ về công ty ăn, hoặc sẽ đi ăn cùng với sếp thì sang xịn mịn hơn này. Bữa trưa vui vẻ. Mỗi tuần một lần đều đặn, mình sẽ rủ thằng bạn thân học chung với nhau từ mẫu giáo rồi. Hai đứa mình thì làm cùng một tòa rồi hẹn nhau đi ăn trưa. Những ngày như thế thì mình sẽ được lang thang, thong dong dạo phố phường, chill hơn, nhưng mà phải đánh đổi lại giấc ngủ trưa quý báu của mình. Ăn xong còn làm cốc trà, đá bát tàu phớ tâm sự các kiểu rồi mới lên làm. Còn phân tích các kiểu còn trái. Vạn vật thay đổi, duy chỉ có tắc đường là không đổi thôi. Niềm vui đi làm việc của mình là bên đường có những sạp hoa quả như thế này. Mình có thể mua với giá rẻ hơn bất kỳ một siêu thị nào ở trong khu mình ở nên là khoái lắm. Với mọi người thì đi làm về là niềm vui, nhưng mà đối với mình á, lết được đến nhà cũng chẳng còn giọt năng lượng nào nữa cả. Cạn xăng nha mọi người. Lại không kịp ngắm hoàng hôn rồi. Tôi đi ăn lẩu thì có một đĩa rau rất là to. Nhìn rau đoán lại lẩu. Buổi tối mệt nên về đến nhà mình sẽ có hai trạng thái. Một là phải được ăn cái gì đó thật ngon cho bù đắp. Hai là sẽ về nhà nằm dài và skip luôn bữa tối. Trời ơi, cái kiểu cứ về đến nhà là tôi sẽ nằm sập toàn tập luôn. Quá là mệt, quá là đau đầu. Đáng ra hôm nay định về nấu cơm nhưng mà quá là mệt. Nên bây giờ sẽ tranh thủ đánh một giấc cho hồi sức đã. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nha. Để quay video được phong phú hơn thì mình đã cố gắng dậy nấu ăn cho có suộc để làm vlog nha mọi người. Nấu curry với mình nha. Ok, và như vậy là phần nguyên liệu đã xong.
Tính ra thì bắt đầu đi làm mình cũng phải ngồi nhiều hơn, thành ra là đau cổ vai gáy nghiêm trọng hơn rồi mọi người ạ. Bụng dưới cũng có dấu hiệu ngồi lâu tích mỡ, như là hàng tuần thì mình vẫn cố gắng đi làm về là đi tập Pilates cỡ 2-3 buổi gì đó. Đợt nào mà lười đi tập lại y như rằng lại đau nhức biết đòn ngay. Cũng may vì Pilates thì tập trung vào cơ lõi và giúp cho mình giãn cơ được rất là nhiều, nên là đi tập thấy khỏe hơn. Mỗi tội là mình lười đi tập thôi. Thực sự thì mình xin lỗi mọi người rất là nhiều nếu như mà khiến cho mọi người cảm thấy là video này có quá là nhiều năng lượng tiêu cực. Thế nhưng mà đây thực sự là những gì đã xảy ra với mình trong thời gian vừa qua. Thì ở công ty mình làm cho phòng marketing và mình cũng đã học được rất là nhiều thứ, bởi vì bản thân mình thì xuất phát không phải là một người có quá là nhiều kiến thức về cái mảng này. Mà tất cả những gì mình có chỉ là những kinh nghiệm thông qua những cái job, những cái công việc của mình mà mình tiếp xúc thôi, chứ không có bất cứ một cái gì là lý thuyết cả. Thế nên là công việc này nó cũng giúp cho mình mở mang thêm rất là nhiều kiến thức, cũng như là biết thêm được cái cách mà một cái công ty vận hành như thế nào. Thì đây là những cái điều mà mình cũng rất là trân quý trong quá trình đi làm. Để mà nói về lý do vì sao mình lại lựa chọn đi làm, thì về căn bản thì đây cũng là một trong số những cái gọi là những cái nguyện vọng của ba mẹ mình. Một phần là vì ba mẹ và một phần cũng là vì mình thực sự rất là muốn thử ấy. Bởi vì là tất cả những người mà quen biết mình ở xung quanh mình, bạn bè rồi là anh chị, thì mọi người đều nói là rồi con bé này nó không thể nào mà hợp đi làm công sở đâu. Nói chung là mọi người đều rào mình như thế từ rất là lâu trước rồi. Thế nên là mình cũng rất là muốn thử để xem là cái môi trường đó và những cái công việc đó thì nó không hợp đến mức nào đấy. Thì đấy là cái mà mình muốn thử. Thế nhưng mỗi ngày đi làm thì mình đều tự hỏi là ok, đây có thực sự là những cái điều mà mình đang mong muốn hay không? Xong rồi mình nhìn vào trong gương, mình cảm thấy rất là trầm cảm ấy. Khi mà mình phải khoác lên người một cái bộ trang phục rất không phải là mình, rồi là đặt chân lên một đôi giày cao gót, lối sống mà nó đều không phải là mình. Và sau hơn một tháng đi làm thì mình đã đúc kết ra một điều, đó chính là không phải ai cũng hợp ngồi làm công sở. Để công bằng mà nói thì mình nghĩ là đi làm văn phòng, đi làm công sở nó cũng không tệ đến mức như thế. Chẳng qua là nó không phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại và với tính cách cũng như là những cái mục tiêu mà mình theo đuổi thôi. Hello, mời bạn đến nhà chơi nha. Từ trước đến nay thì mình đã làm rất là nhiều room tour rồi đúng không? Các bạn cũng đã xem rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên làm hẳn một cái house tour kiểu hay nó kiểu rất là lạ với mọi người. Đang mọi người đang đứng ở đây là phòng khách của nhà mình. What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? Thì ở đây là có một cái gọi là một cái tủ để giày, và bên trên thì mình để những cái cây như thế này. Ở đây thì có một cái gương mà mình đã tự nhờ xưởng đóng nó theo cái thiết kế này. Thì đây và soi gương hàng ngày luôn. Đó, và bên này thì là có cái máy lọc không khí. Bởi vì cái khu này nhà mình nó cũng khá là mới, nên là cái hồi mới chuyển vào thì nó rất là nhiều bụi mịn, với cả rất là nhiều bụi bay quanh nhà luôn. Thế là phải có cái máy lọc này thì nó mới ok được. Hồi mới nhận nhà thì tất cả những cái thứ này đều là chưa có. Chỉ có mỗi sàn gỗ cộng với điều hòa các phòng và thiết bị nhà vệ sinh. Và sau đó thì mình đã lên ý tưởng và liên hệ với bên thiết kế để thiết kế nhà. Cũng chỉ thiết kế những cái gì mà phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình bây giờ thôi, chứ không kiểu làm nhiều cho nó màu mè. Thế là trong nhà mình nó kiểu siêu đơn giản luôn mọi người ạ. Khi mà bước vào trong phòng khách thì mọi người sẽ thấy ở đây có một cái khoảng trống rất là lớn như thế này. Thì đáng ra theo thiết kế là ở đây sẽ để một cái bộ bàn ăn ý. Thế nhưng mà hiện tại là nhà này chỉ có mình thôi, nên là mình cũng cảm thấy nó chưa cần thiết lắm, thế là mình đã skip cái vụ bàn ăn này đi. Và thay vào đó thì nhà mình có làm một cái bàn đảo bếp như thế này. Thì cái chỗ này vừa có thể phục vụ những cái lúc mà nấu nướng ý. Và ở đây thì mình cũng có làm thêm ghế để có thể ngồi đây này, ăn cơm và xem tivi đây luôn. Đấy, rất là tiện. Đây là khu bếp để nấu nướng. Đáng ra là lúc đầu với mọi người ở đây là mình đã định thiết kế là cái bếp kiểu theo hình chữ L, và chỗ này thì sẽ là cái chỗ để rửa bát các kiểu ấy. Cái chỗ bếp này có một cái cửa sổ và mình đã làm một cái rèm như thế này, và khi nào thích thì mình có thể kéo lên để cho nó có nhiều ánh sáng. Và mình là một đứa rất là thích tông màu nhạt ấy, kiểu hơi pastel một tí như thế này, nên là mình đã lấy nhà mình là màu be, màu trắng và màu xám nhạt mọi người ạ. Ok, và đây chính là phòng làm việc của mình. Ok, thì đây chính là bàn làm việc của mình. Sẽ có đây là cái máy tính, gọi là cái màn hình lớn, máy tính của mình, mic của mình. Bình thường mình sẽ ngồi đây để học với cả làm việc, bởi vì cái phòng này thì nó rất là có cái cửa sổ to, có cái cửa sổ rất là to, thế nên là nó sẽ có rất là nhiều ánh sáng và có thể nhìn ra phía đằng xa xa mỗi khi mà mình cảm thấy chán ý. Trong phòng này thì mình trồng rất là nhiều cây, một vườn cây mini mọi người. Nói chung là có cây cối vào thì trông nó cũng sẽ đẹp hơn đúng không?
Bên này thì là có một cái giá sách mà mình đã tự thiết kế và nhờ xưởng đóng. Và một trong những thứ đáng giá nhất căn phòng này đó chính là đây. Rất là nhiều những chiếc máy ảnh này để có thể quay phim, chụp ảnh rồi rất là nhiều mục đích khác nhau. Và đây chính là nút bạc của mình. Và ở trong này thì là có một cái khung và ở đây treo rất là nhiều những cái vé máy bay mà mình đã sưu tập. Mình có một sở thích rất là thích sưu tập những cái vé máy bay mà sau mỗi lần đi về thì chắc là mình sẽ giữ lại. Hồi đã treo lên đây và bao gồm cả những cái ảnh cũng như là những món quà lưu niệm mà mình mua hồi mình đi du lịch. Đây có cây này, có light stick của Blackpink hôm đi concert và một cái đàn guitar của mình. Hết. Ok, đi sang cái phòng đối diện ở bên này thì thực ra nó cũng không có gì cả ấy. Căn phòng này của nhà mình thì hiện tại đang là để trống và mình chỉ để những cái đồ mà không dùng đến thôi. Và đây có một tủ quần áo để rồi và chỉ dùng những khi nào mà có khách khứa đến hoặc là ba mẹ mình và các em mình xuống chơi thì mới giải điện ra để ngủ thôi. Dạ, ở đây thì là một cái phòng ngủ gọi là phòng ngủ master, là phòng của mình. Ok, thì đây là cái chỗ để mình đi ngủ với mọi người. Vốn dĩ đây là một cái tủ quần áo, thế nhưng mà mình đã thiết kế thêm một cái hộc như thế này để có thể để gương và cũng kiểu như là tiết kiệm diện tích, đỡ phải làm bàn trang điểm mọi người. Thì đây vẫn có đầy đủ đồ skincare các thứ, vẫn có gương để có thể soi. Đây là một cái máy chiếu phim mọi người ạ. Buổi tối thì mình có thể bật cái máy này lên và nó sẽ chiếu lên trên tường và mình nằm đây để mình xem phim. Trời ơi, rất tuyệt vời. Ra công viên để chụp ảnh sinh nhật. Lạ quá, một lần hiếm hoi trong cuộc đời bỏ tóc lên. Quay suddenly 퐁당 또 퐁당 아니 퐁당 큰 돌을 던진 너 기다리고 기다리던 그 사람이 온 내 앞에 내 마음 어느새 일렁이는 cũng ly. Đi đã đi. Chúc mừng sinh nhật cả nhà nha. Bin chúc gì? Bin dốt chúc gì đây? Tôi được gửi từ Thái Lan nha. Yes, Pali đó. Happy birthday. Happy.